Anh Việt. Anh đã nói anh đang bận rồi, tại sao còn đến tìm anh lúc này? Vì tôi không chờ được. Tại người đã biết mọi chuyện rồi, kể cả là chuyện của Gôn. Bây giờ tôi bị đuổi ra đường, phải nuôi con một mình. Anh định thế nào? Có một phần trách nhiệm không? Thôi thôi Nhiên ơi, giờ này mà còn lộ ra chuyện anh có con bên ngoài thì con vợ anh nó bóp chết anh. Khốn nạn! Nhiên, em muốn làm gì thì làm, cũng không thể lộ ra chuyện Gôn là con của anh đâu đấy. Câm mồm! Được, anh câm. Nhưng trước khi anh câm, anh cũng phải nói với em một điều. Em đừng đấu với Nghĩa và vợ anh nữa. Chúng mình không có cửa đâu. Bọn nó đã cao tay, bây giờ lại còn bắt tay với nhau nữa thì làm sao mình địch nổi? Cái gì? Anh nói cái gì? Là do thằng chồng em, nó đã biết chuyện này ngay từ lúc ban đầu. Nó đã chỉ dẫn con vợ anh làm toang chuyện này lên đấy. Em không ngờ à? Vậy em có biết vì sao cái Sapa luôn luôn có người quấy phá không? Cả chuyện cái Mỹ cũng là do thằng Nghĩa nó cài cắm vào đấy. Bởi vậy nó thích giết chúng mình thế nào thì giết, bóp chúng mình thế nào thì bóp. Kiếp, khốn kiếp! Nhiên, em đi đâu đấy? Em đừng có làm gì dại dột đấy Nhiên. Chắc là Mỹ sắp đến ạ. À, em qua bên anh chưa? Lát nữa em qua. Em gửi báo cáo tài chính tháng này cho anh rồi đấy ạ. Ừ, được. Em cứ yên tâm nghỉ đi. Việc của Nhiên anh sẽ tự xử lý. Cũng không thể nào mà dồn ép nhau mãi được. Vâng. Thế còn em có cần để ý vụ chị Nhiên giao bán lại spa nữa không anh? Có người ạ. Đợi một tí. Anh đợi em xíu nhá. Ừ. Sao đấy ạ? Alo? Alo? Còn danh, chị làm gì đấy ạ? Mày phản tao từ bao giờ hả? Mày dám ăn cây táo rào cây sung à? Trong khi tao đối xử tử tế với mày như thế nào? Dù sao, bây giờ chị cũng cần biết hết sự thật rồi. Tôi là em anh Nghĩa ở quê. Một người vợ như chị, làm sao mà biết được quê chồng như thế nào? Thời gian anh nghĩ ở trong tù, tôi là người đã thay anh ấy làm tất cả đấy. Chúng mày, chúng mày, chúng mày, chúng mày. Mẹ ơi, đây là cây con với bà nội trồng, trông nó đẹp lắm. Con mang vào đây để mẹ đỡ buồn đấy. Hôm nay con viết bài văn về điều ước của con. Cô cho con 9 điểm rồi cô lại cho con thêm 1 điểm nữa. Cô nói để điều ước của em thành sự thật. Để con đọc cho mẹ nghe nhé. Đã 10 tháng rồi mẹ em chỉ nằm yên trên giường bệnh. Bác sĩ đã nói rằng có thể mẹ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng bố em nói không đâu, vì em còn ở đây. Chắc chắn có lúc mẹ sẽ dậy và nhìn em, vì mẹ yêu em nhất trên đời. Em nhớ mẹ biết bao, nhớ tiếng mẹ khi gọi em, khi nhắc em ăn cơm, uống nước, nhớ khi mẹ nghiêm nghị phê bình, nhớ những câu chuyện mẹ vẫn đọc cho em mỗi đêm. Nhưng giờ mẹ chỉ nằm đó và yên lặng. Em ước ao mẹ sẽ khỏe lại và mỗi sáng lại nắm tay cùng đưa em đến trường. Em ước ao mẹ sẽ lại mỉm cười, vì khi mỉm cười, mẹ thật xinh đẹp.
Em ước ao mẹ sẽ lại vào bếp nấu những bữa ngon. Và hơn cả, em ước ao mẹ sẽ tỉnh dậy. Vì chỉ khi mẹ tỉnh dậy, mẹ mới nghe được em nói rằng em yêu mẹ biết nhường nào. Nhưng mà may là giống bố nó đấy, chứ giống mẹ nó cả họ nhà mình mất nhờ đấy. Ôi, thế bà nói nhỏ nhỏ một chút. Bà xin lỗi, bà xin lỗi nhớ. Ôi trời ơi, yêu quá cơ. Yêu quá cơ. Rồi, được chưa? Rồi. Cái tiền ngồi đây đợi chị tí nhá. Vâng. Con ơi, em chọn được xe chưa? Em biết xe này à? Vâng ạ. Thì cũng đẹp mà. Chị ơi, sao chị tốt với em thế? Chị đọc truyện cho em nghe, chị lại còn mua trong chóng cho em nữa. Ngày xưa chị cũng giống em đấy. Lúc đó chị hỏi cô Hà cũng như vậy. Cô bảo là tầm tuổi chị, thứ cô cần nhất là một cái ôm. Và cô Hà ôm chị. Thế nên bây giờ chị trao lại cái ôm đó cho em. Chị chia cho em ôm với. Ở đây.